Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Chào ngày mới của STV. Thưa quý vị, hôm nay đã là ngày 29 Tết Quý Mão, cũng là ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán năm nay. Chắc hẳn quý vị đang tất bật để trang hoàng lại nhà cửa và mua sắm để đón một cái Tết đầm ấm bên gia đình. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới, chúng tôi xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và thành công, đón một cái Tết trọn vẹn, ấm cúng bên gia đình. Và hãy tiếp tục đồng hành với chương trình Chào ngày mới vào 6 giờ sáng hàng ngày. Tôi là Mạnh Hà, người sẽ đồng hành với quý vị trong chương trình sáng nay. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương đã yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Cụ thể, Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ trong việc xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Sở Công Thương các tỉnh thành phố cũng được yêu cầu phối hợp kiểm tra việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ và hệ thống phân phối của các thương nhân đầu mối thương nhân phân phối, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm khắc mọi hành vi vi phạm theo quy định. Năm 2022, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 19.966 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, ngân sách trên địa bàn thu nội địa ước đạt 4.550 tỷ đồng, tăng 6,41% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2023, tỉnh Sơn La đề ra mục tiêu thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.800 tỷ đồng, bằng 105,49% so với ước thực hiện cả năm 2022. Trong đó, thu tiền sử dụng đất là 1.020 tỷ và 3.780 tỷ thu từ các sắc thuế và phí. Phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2023 ở mức cao nhất để đảm bảo nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành đơn vị địa phương, đặc biệt là cục thuế tỉnh, chi cục thuế các khu vực lên kế hoạch tăng cường công tác quản lý thu chống thất thu thuế và xử lý nợ động thuế, tăng cường quản lý chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, trốn thuế, tích cực thu hồi nợ thuế, quản lý 100% người nộp thuế, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí phát sinh, không phát sinh nợ thuế mới, ra soát, đánh giá, xác định các nguồn thu, các lĩnh vực hoạt động còn gặp khó khăn để kịp thời xây dựng các phương án chỉ đạo, điều hành thu ngân sách phù hợp, hiệu quả, phấn đấu tăng thu tối thiểu năm 2023 thêm 200 tỷ đồng nâng mức thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong năm đạt 5.000 tỷ đồng. Sáp nhập bản tiểu khu là chủ trương lớn nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền cấp cơ sở. Thời gian qua với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, các địa phương đã tăng cường ra soát, xây dựng các phương án, thực hiện quy trình sắp xếp, sắp nhập bản, tiểu khu không đạt tiêu chuẩn theo quy định. Qua các bước triển khai, đều được đa số người dân ủng hộ và đồng thuận. Giai đoạn từ năm 2018 -2022, toàn tỉnh đã thực hiện 5 đợt sắp xếp, sắp nhập bản. Đến nay toàn tỉnh còn 2.003 bản, giảm 1.021 bản, tương ứng giảm 30,71% tổng số bản. Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thông tin. Sau sắp xếp, sắp nhập, các bản đã giảm được số lượng người hoạt động không chuyên trách, giảm chi ngân sách nhà nước, đầu mối giải quyết công việc được thu gọn, hoạt động hiệu quả hơn. Qua sắp xếp, toàn tỉnh giảm 5.105 chi hội, giảm 9.189 người hoạt động không chuyên trách, và người hưởng mức hỗ trợ. Kinh phí tiết kiệm tương ứng khoảng 75 tỷ đồng trên năm. Đặc biệt, chất lượng hiệu quả hoạt động của các chi bộ bản nâng lên thể hiện vai trò lãnh đạo ở cơ sở. Triển khai thực hiện đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025. Năm năm qua, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và đạt được một số kết quả tích cực trong công tác nâng cao sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn. Trong 5 năm qua, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ viên chức trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng cũng như tại bệnh viện. Thường xuyên tổ chức thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại y tế cơ sở, giúp người cao tuổi bị bệnh được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Từ năm 2017 đến nay, trạm y tế xã phường thị trấn đã thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 305.657 lượt người cao tuổi tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần trên năm đạt 62,7%. Người cao tuổi có thẻ bảo hiểm đạt 94,3%. Đây là nỗ lực lớn của địa phương và ngành y tế tỉnh, nhất là trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ cuối năm 2020 đến 3 tháng đầu năm 2022. Có phần nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Với phương châm nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng nhà ở. Những năm qua, tỉnh Sơn La đã quan tâm triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Triển khai đề án huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Năm 2022, toàn tỉnh Sơn La đã thực hiện hỗ trợ được 2.213 nhà ở với tổng số kinh phí hơn 156 tỷ đồng, chủ yếu là nguồn lực xã hội hóa. Kết thúc năm 2022, tỉnh Sơn La đã hoàn thành việc xóa nhà tạm tại các huyện Vân Hồ, Sóc Cộp, Sông Mã, Quỳnh Nhai, Mường La và Bắc Yên. Những ngôi nhà nhân ái được hoàn thành chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc, qua đó giúp nhiều hộ nghèo hoàn thành giấc mơ an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên giảm nghèo, thoát nghèo bền vững. Xác định tạo việc làm cho lao động là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo. Thời gian qua, huyện Mộc Châu chú trọng triển khai các giải pháp, chính sách hỗ trợ nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trên địa bàn, qua đó góp phần duy trì ổn định kinh tế xã hội tại địa phương. Trong năm 2022, huyện Mộc Châu đã tổ chức Ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp huyện Mộc Châu lần thứ 5 năm 2022 với trên 3.000 người được tìm hiểu, tiếp cận và giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài huyện. Bên cạnh đó, huyện Mộc Châu còn phối hợp tổ chức 17 hội nghị tư vấn và giới thiệu việc làm tại các xã thị trấn. Kết quả có 1.300 lao động đăng ký đi làm việc tại các doanh nghiệp Huyện Mộc Châu cũng chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, ủy ban nhân dân các xã thị trấn phối hợp cùng công an huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy và chấp hành xong bản án phạt tù bằng hình thức vận động các doanh nghiệp tại địa phương, các nhà thầu xây dựng trên địa bàn tiếp nhận và giúp đỡ tạo việc làm cho người sau cai nghiện. Năm 2022 đã tổ chức giới thiệu tạo việc làm cho 31 người sau cai, nâng tổng số người sau cai nghiện sau chấp hành án phạt tù được tạo việc làm trên 316 người. thưa quý vị và các bạn những ngày này niềm hạnh phúc của mỗi người dân trên khắp các vùng khó khăn của tỉnh như được nhân lên bội phần bởi rất nhiều năm định cư đến nay nguồn điện lưới quốc gia đã về tới bản làng thắp sáng vùng quê có phần giúp người dân phát triển kinh tế xây dựng bản làng ngày một ấm no khởi sắc quý vị hãy cùng chúng tôi đến với bản ngoại sát triển cọ thành phố sơn la để cùng chia vui với bà con nơi đây hôm nay là ngày đặc biệt đối với người dân bản ngoại sát triển cọ chỉ cách thành phố khoảng 5 km nhưng người dân bản ngoại nhiều năm qua chưa được sử dụng điện lưới an toàn, nhưng hôm nay điện đã về bản, anh cà văn cha ư đã được hướng dẫn sử dụng điện an toàn. Cái tủ lạnh, nồi cơm điện nhà anh từ đây cũng không còn lo bị bỏ không nữa. Tết này bà con được dùng điện lưới quốc gia này đủ an toàn cho bà con này máy giặt cũng được này, tivi, tủ lạnh này, máy xay, máy sát này, nấu cơm này thì chắc được bà con là vui nhân đôi nhân ba. Trên nương quýt nằm ở đó không xa, gia đình chị Lèo Thị Pành có gần 1.000 mét vuông đất trồng cây cam và quýt. Tuy nhiên, bể nước này, nhà chị Pành xây xong cũng để đấy nhiều năm nay, vì không có điện để bơm đẩy nước lên tưới cho vườn cây. Điện cũng không có, nước cũng hiếm mưa, không có nước tưới. Không có điện, không có nước tưới, điện yếu, nó bị khô. Bây giờ có điện, vui lắm. Với mục tiêu đưa điện về vùng sâu, vùng xa, tỉnh Sơn La đã huy động các nguồn lực đầu tư mới, nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện cung cấp cho các thôn, bản ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. Ánh điện không chỉ thắp sáng bản làng mà còn tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày một ấm no khởi sắc. Khi mà Tết mà có điện thì đây là một niềm vui được nhân đôi so với khi mà chúng ta đóng điện vào những cái dịp khác. Và trong, do vậy mà chúng tôi cũng đang quyết liệt để làm sao những gói thầu nào có thể hoàn thành trước Tết thì chúng tôi sẽ đóng điện trước Tết Nguyên Đán. Hiện tỉnh Sơn La còn khoảng hơn 1% tỷ lệ hộ dân chưa được sử dụng điện lưới. Số hộ dân được sử dụng điện an toàn mới đạt 94,1%. Dự án điện nông thôn vẫn đang tiếp tục được tỉnh Sơn La triển khai quyết liệt. Phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 99% số hộ được sử dụng điện an toàn, đạt mục tiêu đại hội đảng bộ tỉnh đề ra, có phần giúp thêm hàng ngàn hộ dân vùng khó khăn có điện an toàn, nâng cao chất lượng cuộc sống. Vâng, một mùa xuân mới đã về, những cây đào đơm hoa khoe sắc trên những triển đồi Xuân này ý nghĩa hơn khi ánh điện đã bừng sáng trong mỗi ngôi nhà, mỗi bản làng sau bao ngày mong chờ. Khép lại nội dung câu chuyện ngày mới tại đây, mời quý vị đến với các cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, người Việt thường có thói quen lau dọn ban thờ vào dịp cuối năm để chào đón một năm mới nhiều may mắn về tài lộc, sức khỏe. Bao sái bát hương được xem là nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nghi lễ này được thực hiện ra sao và có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi gia đình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Vào những ngày cận Tết Nguyên đán, ông Quang Viễn lại dành thời gian để lau dọn toàn bộ bàn thờ. Ông cho biết, việc bao sái không thể thiếu là nước hồi và quế. Cái bao sái đó thì là dùng là cái nước đó thì ta dùng nước lọc và mua quế, hoa hồi, bột quế, hoa hồi. Tất cả người ta trộn vào nước xong nó lau xong khi hoàn thiện hết tất cả mọi việc rồi người ta lại dùng dầu cái, cái, lọ dầu quế mà dầu tinh dầu quế đấy người ta phụt lại là một lần nữa hoặc là rượu bao sái bằng rượu là công đoạn cuối cùng mà ông kỳ đang thực hiện tại bàn thờ gia tiên với ông bao sái bàn thờ ngày tết là một nét đẹp không thể thiếu trong những dịp tết đến xuân về thế thì trước khi bao sái bàn thờ là rửa bằng nước lọc tức là nước sạch ấy sau đó là chuẩn bị gừng với lại quế, quế xay nhỏ ra, gừng đập mượt ra, xong lọc lấy nước, xong bao xó đấy là lần thứ hai. Và lần thứ ba là đổ cái nước đấy đi. giặt kỹ khăn tay đi để khô xong bắt đầu lại lần thứ ba ta cho rượu vào. Bàn thờ trong quan niệm của người Việt là nơi linh thiêng tôn kính nhất của mỗi gia đình. Vì vậy bao xái bàn thờ là phong tục có từ lâu đời và thường được các gia đình Việt Nam rất coi trọng gia đình cùng nhau dọn dẹp nhà cửa và trang hoàng bàn thờ gia tiên, và chuẩn bị đầy đủ hoa quả rồi thờ cúng ông bà hướng về, về, về cho các con cháu nhớ đến cái công lao của của ông bà đầu tiên. Theo nhà Phật thì bao sái được hiểu là việc vệ sinh bát hương. Đây là việc quan trọng cần làm khi một năm sắp kết thúc thường vào ngày cúng ông công ông táo sẽ được tiến hành. Bao sái cuối năm sẽ tỉ mỉ hơn việc lau dọn bàn thờ hàng ngày rất nhiều. Đây chính là lúc mà con cháu nhớ và hướng về tổ tiên cội nguồn của mình, vừa thể hiện lòng thành kính biết ơn, vừa mong có một năm bình an. Vâng thưa quý vị, Tết đến xuân về, việc lau dọn bàn thờ, bao sái bát hương không chỉ là việc làm để gia chủ đẩy hết những xui xẻo, điều không tốt đi, đón những điều tốt đẹp trong năm mới mà đó còn thể hiện sự hiếu kính của con cháu với tổ tiên là nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Chuẩn bị bước sang năm mới, chúng tôi những người thực hiện chương trình xin kính chúc quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng, sức khỏe dồi dào cùng đón một cái Tết trọn vẹn và ấm cúng. Tới đây chương trình Chào ngày mới sáng nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chương trình chào xuân quý mão 2023 đề cập đến những kết quả nổi bật của bức tranh kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh Sơn La trong năm 2022 với những câu chuyện ấn tượng về lĩnh vực kinh tế, chuyển đổi số, du lịch, giáo dục, những đổi thay trong cuộc sống của người dân tái định cư huyện Quỳnh Nhai, cảm xúc lắng động khi đón Tết trong những ngôi nhà mới mang tên đại đoàn kết của những hộ gia đình nghèo nơi vùng cao khó khăn. Cùng với đó là câu chuyện đón Tết nơi biên giới của những người lính biên phòng. Chương trình chào xuân năm nay còn được tổ chức với sự phối hợp của nhà hát ca mối nhạc tỉnh Sơn La với những tiết mục ca mối nhạc đặc sắc được dàn dựng công phu mang hơi thở của cuộc sống. Chương trình chào xuân quý mão năm 2023 phát sóng một lúc 20 giờ 20 phút ngày 21 tháng 1 đêm 30 Tết hứa hẹn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả trong những ngày cuối năm. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trên các kênh sóng và fanpage TikTok của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La để không bỏ lỡ các chương trình đặc sắc dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tuần Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2023 là một trong các chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023 và mừng Xuân Quý Mão năm 2023. Tuần Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai được khai mạc vào 20 giờ ngày 28 tháng 1, tức ngày mùng 7 Tết âm lịch. Tuần văn hóa thể thao và du lịch huyện Quỳnh Nhai diễn ra các hoạt động như đua thuyền truyền thống, thi trại văn hóa, du lịch, hội thi câu cá, trưng bày các gian hàng giới thiệu quảng bá du lịch, sản phẩm văn hóa, hội trợ cá sông Đà và các hoạt động thể thao khác. Các sự kiện diễn ra tại Tuần văn hóa thể thao và du lịch huyện Quỳnh Nhai được đài phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La phản ánh trên kênh STV. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón xem.